Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 319 nha quý vị. Một cái hồng ngọc mai nha, 220k bao ship toàn quốc nha quý vị. Cái loại này là lớn hơn cái loại hổm gài tôi bán 220 nha quý vị. Này nó to lắm nhưng mà cái này tính ra 250 nha quý vị, nhưng mà thôi. Giờ mấy ngày nay tôi bán mấy cái kia cũng giảm giá cho quý vị hết rồi. Này cây này tôi cũng giảm giá cho quý vị còn 220 luôn. Cái cây này là phải 250 nha quý vị. Kệ nó đi quý vị. Mùa Covid mấy anh em nhiều khi cũng đi không có đi làm được, thôi mình bán văn nghệ mình bán vui thôi, nhiều khi mình bán vốn có cây tôi bán lỗ luôn nữa nha quý vị, cho quý vị về có cái để vui chơi nha, mấy cây thôi chứ không có nhiều. Rồi 220 nha quý vị, cây này 250 mình tính 220 thôi nha. Cây này nó to hơn mấy cây thường bán nha quý vị, mặt trước mặt sau tôi quay cho quý vị coi trơn rồi đó ha. Nào có mua mua đi nha, chứ cái chủng loại này vậy mà 220 thì cũng không có được nhiều đâu. Dạ và cây thôi nha, đây là chai trà xanh không độ kế bên đó quý vị thấy rồi ha. Rồi kết thúc luôn nha.